Chào các bạn, hôm nay mình mới lấy một đơn hàng mới về, rất là đẹp các bạn. Bên này là cả 48 và 60, còn bên này là 60. Hàng đẹp tuyệt vời luôn, từ gọi là từ A đến Z luôn các bạn. Này, thấy không? Cái hôm này. Này, đây là hôm 60 các bạn. Để chuyên bắt lươn khủng. Đấy. À, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những cái video mới các bạn. Sắp tới mình sẽ đi thả lươn, có mồi đặc biệt để bày cho các bạn. Đây, còn đây là hôm 48 các bạn, họ đang đẹp mồng mơ luôn các bạn. Đấy, đây là trai già này, các bạn thấy không? Chắc lắm, tươi, rất là đẹp, các bạn thấy không? Đấy, có rất là nhiều các bạn đặt rất là nhiều hàng, phải 60. Còn đây là đồ nghề của mình các bạn. Đây. Đây là cái ông 60 các bạn này. Các bạn đợt này là mình đan hom mà không cần bỏ que. Nó tạch, nó đẹp lắm. Đấy. Các bạn thấy không? Này, mình làm cho các bạn thấy xem nhé. Này, các bạn thấy không? Đây là một tay đấy. Nó không cần bỏ que các bạn. Bữa nay thả lưa nó rất là đơn giản. Các bạn buộc một cái dây thép ở quanh cái vòng này này, rồi cho nó trưa dài từ này này, các bạn cầm xuống cái nó dí dưới luôn, không phải là bỏ que xiên thế này nó vất vả lắm đấy các bạn. Nên là ai có nhu cầu mua hom thì liên hệ với mình đấy. Đây các bạn thấy không, rất là đẹp. Bên mình là đan chuyên nghiệp các bạn, nếu hàng mà không đạt yêu cầu là mình không gửi đâu, hàng phải đạt yêu cầu, đúng không các bạn? Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Có gì thì nhắn tin cho mình qua số điện thoại ở trên kênh của mình đấy. Chào các bạn nhé.